Rồi, xin chào các anh chị. Chúng ta đã quay trở lại. Các anh chị đã có đoạn hết chưa ạ? Xin mời các anh chị nhé. Các anh chị lấy cho em sách. Hôm trước là em dặn các anh chị là học sách nào các anh chị nhỉ? Anh Trường nhớ không? Anh chị còn nhớ thì anh chị trả lời giúp em ha, phản hồi lại giúp em ha. Hôm trước em dạy cái gì đọc sách gì á, các bạn không nhớ đúng không? Ai cũng đọc sách hết. Rồi anh chị lạc cho em sách sứ mệnh điện thức nha. Anh chị lạc giúp em sách sứ mệnh điện thức cho các anh chị, công cụ giúp cho các anh chị đạt được thành công mục tiêu của mình. Hãy xin thì sẽ được, gió thì cứ sẽ mở, tìm thì sẽ thấy. Rồi anh chị lật cho em trang số 8 luôn chị nha. Em đi chơi thì chị chương 8 đó chị. Chương 8 cái gì nữa? Đặt chương 80 anh chị ơi, trang 125. Anh chị nào có đồ ăn thì ăn với em ha. Một bữa ăn sáng chưa được rồi. Ok, chương số 8 là đi đạt được kết quả mà anh chị mong muốn. Hay em các anh chị? Để đạt được kết quả mà anh chị thật sự mong muốn, anh chị đọc luật hấp dẫn, các anh chị cũng đạt được kết quả anh chị mong muốn. Anh chị học cái gì ai cũng chỉ cho các anh chị đạt được kết quả anh chị mong muốn hết. Sách nào cũng chỉ hết. Còn là tại sao chúng tôi vẫn giàu? Chỉ sao mà làm sao phải giàu, làm sao phải giàu? Vậy là chúng ta đủ chọn bộ công thức chưa các anh chị? Ở đâu cũng có. Vậy thì các anh chị đã thấy là công thức con đường thành công các anh chị đã có sẵn hết chưa ạ? Chỉ cần chúng ta ứng dụng thôi. Đó, sách thì sao để làm cái kết quả anh chị mong muốn. Bây giờ anh chị muốn gì chị vô đây. Rồi còn của luật hấp dẫn là gì ạ? Là làm sao để thu hút cái thứ mình muốn, làm sao để thu hút cái tốt mà không phải là cái xấu. Rồi làm sao để đạt được, bạn có thể đạt được tất cả mọi thứ nếu như bạn biết vận dụng nguồn lực trí năng. Quá tuyệt vời các anh chị nha. Đó, em đọc sách để cho các anh chị có niềm tin. Còn á, để mà chị ứng dụng thì các anh chị xem chủ livestream 30 ngày. Ok các anh chị. Những diễn biến trong tư tưởng và những hành động phản ứng thể hiện ra bên ngoài chính là sự hưởng ứng của tiềm thức. Nếu suy nghĩ không ngoan, quyết định của bạn sẽ không ngoan. Các anh chị đồng ý không ạ? Nếu suy nghĩ khôn ngoan thì quyết định của bạn sẽ khôn ngoan. Không khổ không phải là cứ mọi lời cầu nguyện các anh chị đều hồi đáp nha. Ở trên đầu sách nó nói là gì ạ? Không phải mọi lời cầu nguyện đều được hồi đáp. Chính vì vậy những cái người mà hay hoài nghi, cho em hỏi các anh chị là anh chị nào đây thuộc tiếp hay hoài nghi? Những cái người mà hay hoài nghi á, vẫn coi đây là bằng chứng chứng tỏ việc cầu nguyện không có tác dụng gì. Nhưng mà họ không biết rằng để mà cầu nguyện có tác dụng á thì con người phải vận dụng nó một cách có hiệu quả.
với những cái hiểu biết rõ ràng với nền tảng khoa học. Có nghĩa là để mà anh chị sử dụng sức mạnh hiệu suất hiệu quả thì anh chị phải làm sao? Anh chị phải sao ạ? Anh chị có cần hiểu cái cách dùng nó không ạ? Anh chị có cần hiểu sức mạnh không ạ? Vậy thì những cái lúc mà anh chị dùng nó không được á, anh chị cầu nguyện mà nó không đạt như anh chị mong muốn á, thì nó là do làm sao ạ? Do sao các anh chị? Do Do anh chị làm sao? Anh chị không biết hay là anh chị biết? Do anh chị không biết cách dùng sức mạnh hiệu suất hay là anh chị biết cách sức mạnh thức. À, do anh chị không biết dùng. Do anh chị không biết dùng thì khi mà mình sử dụng sức mạnh thức mà mình không đạt được cái điều như mình muốn thì mình sẽ sinh ra nghi ngờ. Đúng rồi. Vậy thì em mới nói các anh chị là trước khi mà anh chị sử dụng sức mạnh thức thì chúng ta phải tin tưởng, và chúng ta phải gì các anh chị? Theo các anh chị là anh chị có cần phải tin tưởng mà anh chị có cần phải hiểu cái cách sử dụng không ạ? Đúng rồi. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau phải hiểu được Anh chị muốn đạt được tất cả kết quả anh chị mong muốn. Đầu tiên anh chị phải hiểu cái cách sử dụng sức mạnh thức nhé. Đó là lý do mà em bảo các anh chị xem cái livestream 30 ngày đó. điều gì xảy ra nếu như lời cầu nguyện của bạn không được hồi đáp như bạn mong đợi? Trước hết là bạn phải hiểu được lý do chính dẫn đến sự thất bại đó. À, đầu tiên là anh chị phải hiểu được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự thất bại mà anh chị ứng dụng được á. Ví dụ như anh chị nói rằng là hôm nay thức dậy vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, nhưng mà 4 giờ nó mới kêu các anh chị dậy. Vậy thì anh chị phải Hiểu tại sao, cái nguyên nhân tại sao. trong đó nó có một số nguyên nhân các anh chị. Thứ nhất là gì ạ? Là do anh chị thiếu niềm tin hoặc là cố gắng quá sức. Anh chị nhớ vậy. Lặp lại cho em ha. Thiếu niềm tin. Đúng rồi, hoặc là cố gắng quá sức. Do anh chị không hiểu thấu đáo về, dạ anh chị qua trang 126 ha, do anh chị không hiểu thấu đáo về những cái hoạt động tiềm thức nên nhiều người đã ngăn trở cái sự hồi đáp cho chính cái lời cầu nguyện của họ. không hiểu thấu đáo nghĩa là sao các anh chị? Trang 126 các anh chị ơi. Không hiểu thấu đáo là cái hiểu tận tận tình Cặn kẽ không các anh chị ơi? khi bạn đã hiểu về phương thức vận hành của tâm thức, Lòng tin của bạn sẽ được gia tăng đáng kể. Vậy thì làm sao để lòng tin của các anh chị gia tăng đáng kể ạ? Làm sao cái lòng tin các anh chị gia tăng đáng kể các anh chị? Thế bây giờ em hỏi các anh chị là, à đúng rồi, chị luôn đang là không hiểu tận tình. nhưng các anh chị bây giờ Làm sao để lòng tin các anh chị gia tăng đáng kể này? Có phải là các anh chị phải gì ạ? À, tìm hiểu thật là rõ cái cách hoạt động của tiềm thức để các anh chị gia tăng niềm tin. Và anh chị còn nhớ cái chiếc lông vũ có nhiều cái đám màu sắc không ạ? Hồng, xanh, đỏ, trắng, vàng đó. Khi mà anh chị hình dung ở trong đầu cái chiếc lông vũ đó và anh chị đi ra ngoài đời anh chị thấy cái chiếc lông vũ y chang thì niềm tin các anh chị gia tăng mà. vậy. Thì để mà niềm tin các anh chị gia tăng đáng kể thì anh chị phải hiểu thật sự rõ ràng. Tiềm thức nó hoạt động ra làm sao. Hãy nhớ rằng mỗi khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm, nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó ngay lập Anh chị đọc lại cho em ha. Ngay lập tức. Nó vận dụng tất cả nguồn sức mạnh của mình, huy động tất cả trí huệ, tinh thần trong tầng sâu của tiềm thức cho anh chị thực hiện cái mục đích đó. Quy luật này nó đúng với tất cả những cái ý niệm tốt đẹp và những cả những ý niệm xấu xa luôn. Do đó, nếu như bạn vận dụng tiềm thức của mình một cách tiêu cực, nó sẽ mang lại điều phiền phức, hỗn độn và cả thất bại. Nhưng khi bạn vận dụng một cách tích cực, nó sẽ mang lại cho anh chị sự chỉ dẫn, tự do Và thanh thản trong tâm tâm hồn. hồn. Chỉ dẫn là sao các anh chị? Là tiềm thức sẽ chỉ cho các anh chị cần phải làm gì. Cho các anh chị cần phải làm gì. Tự do là giúp cho các anh chị có một cái cuộc sống nó tự do, nó thoải mái như những gì mà chị thực sự muốn. Và thanh thản trong tâm hồn là tâm hồn trí trí tuệ các anh chị luôn luôn được gì, mà được an bình, Thanh thản, thoải mái, vui tươi, hạnh hạnh phúc. phúc. Ok các anh chị, Anh chị Phương Thu quá chị cười nhiều lên nha, cái mặt chị nó vui lắm á. á. Rồi, ok chị nha. Rõ ràng á, cái điều duy nhất bạn phải làm để vượt qua thất bại là khiến cho tiềm thức chấp nhận ý niệm Và thỉnh cầu tích cực của bạn. Vậy làm sao để cho tiềm thức
chấp nhận các anh chị, làm sao cho anh chị không có bị thất bại đó, có nghĩa là anh chị ứng dụng, anh chị cầu nguyện cái gì cũng thành công các anh chị. Này làm sao đây, Là anh chị gì khiến cho tiềm thức chấp nhận cái ý niệm và thỉnh cầu tích cực của anh chị. làm lại Gieo nha, khiến cho tiềm thức chấp nhận ý niệm và lời thỉnh cầu của các rồi, thì các anh chị tự lặp lại nha. Các anh chị đó, bản thân các anh chị đó. Đúng rồi. Mà ngồi học vui vẻ lên nha anh chơi, đừng có căng quá như vậy. Dặn ra anh chị là cười lên rồi. À, cảm ơn các anh chị nha. Mặt vui vẻ lên nha. Buổi sáng sớm mà. Sáng sớm thì mình phải vui. Mình vui cả ngày mình mới vui được. Hãy cảm nhận tính xác thực của nó Và tâm thức sẽ biến sẽ tiến hành cái phần còn lại của quy luật riêng của nó. Hãy truyền đạt lời thỉnh cầu của bạn với niềm tin và sự quả quyết, tiềm thức sẽ tiếp nhận và đáp lời. À, có nghĩa là vụ các anh chị chỉ có một cái việc duy nhất thôi, là gì các anh chị? Rồi xin mời chị Lý trả lời thử nhiệm vụ của chị là gì, để mà tiềm thức có thể giúp cho chị hoạt động tốt thì nhiệm vụ của chị là cần phải làm gì đây, để cho tiềm thức giúp cho chị đạt được cái kết quả mà chị mong muốn. Chị phải có đủ cái niềm tin vào cái tiềm thức của mình. 30 giây bắt đầu. Alo, nghe chưa? Tức là chị phải có đủ cái niềm tin để tin tưởng cái tiềm thức của mình có thể giúp cho mình làm được đạt được các cái kết quả tốt nhất. Đó. Rồi Alo. ok chị ha, hồi nãy giờ em đọc chị có nghe không? Nãy giờ em đọc chị có nghe không? Rõ ràng cái điều duy nhất để cho bạn vượt qua thất bại và khiến cho tiềm thức chấp nhận là khiến cho tiềm thức chấp nhận ý niệm và thỉnh cầu tích cực của bạn. Vậy thì bây giờ Là chị muốn gì đạt được, chị ứng dụng số bản thức và chị đạt được kết quả, thì cái việc đầu tiên của chị làm là phải gì? Chị phải làm được cái gì đây? Rồi, ok, cảm ơn chị Lý ha. Anh xin được dạy. Rồi, xin mời chị Bích Phạm nè. 30 giây bắt đầu. À, ok, chào Chủ tịch Bích Thêu, chào tất cả anh chị. Thì cái việc duy nhất mà mình làm á là làm cho tiềm thức chấp nhận cái ý niệm đó, là mình đã hoàn thành cái việc của mình rồi. Còn lại thì tiềm thức nó sẽ làm cái phần còn lại theo cái quy luật riêng của nó. Là khiến cho tiềm thức chấp nhận ý niệm cái lời thỉnh cầu của mình, có nghĩa là đồng ý, nó đã Đã. nghe được hay sao chị, Dạ, đúng là rồi. làm cho nó nghe được. Là chị đã giao được cái nhiệm vụ, nó đã nhận rồi. À, chấp nhận rồi. Chấp nhận cái ý Nó niệm, nghe cái được sự và mong. nó hiểu được đúng không Yes. nè. Rồi ok chị, là chị đáp mất bên mà À, ok. các chị hình dung được không ạ? em muốn các chị lặp lại đúng y chính xác. Bởi vì sao, đầu tiên là anh chị phải làm được cái gì, anh chị Khiến chấp nhận cái suy nghĩ của ý niệm của các anh chị, rồi sau đó anh chị gì hãy cảm nhận cái tính xác thực của nó và tâm thức tiến hành cái phần còn lại bằng cái quy luật riêng của nó. Hãy truyền đạt cái lời thỉnh cầu của bạn với niềm tin, với sự quả quyết và tiềm thức sẽ chấp nhận và đáp lời. Đó, nguyên cái đoạn này thôi chứ mà anh chị ứng dụng được luôn á. Cái gói cái đoạn này là quan trọng này các anh chị. được không ạ? Trang 126. Ngoài ra, cần nhớ rằng bất cứ lúc nào bạn cố gắng ép buộc tiềm thức làm một gì đó cho bạn thì bạn sẽ thất bại. Tiềm thức không hưởng ứng với việc bức bách tinh thần, nó chỉ hưởng ứng với lòng tin hoặc là những gì ý thức chấp nhận. vậy thì nếu như mà anh chị vào cái trạng thái là bức bách tinh thần đó, Thì anh chị có nên chuyển trạng thái không ạ? cái này chuyển đổi trạng thái không các anh chị? Đúng rồi, các anh chị nên chuyển ha. Rồi, đi về. Việc lặp đi lặp lại trong đầu á, những cái khẳng định sau đây là cái điều nguyên nhân khiến cho những lời Cầu nguyện không thất bại nè. Rồi anh chị ha. chị để ý qua những câu trang 127 các anh chị. Nó có những cái câu ví dụ như là mọi chuyện thì ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời, tôi không thấy lối ra, hoặc là tình thế thật là vô vọng, tôi không biết phải làm gì. Đây là những câu Nói mà anh chị thường hay nhắc tới và em theo thường hay dặn các anh chị là đừng có bao giờ nói những câu nói này. Thì các anh chị đã hiểu cái lý do chưa? Và những cái câu nói này chính xác là nó khiến cho gì ạ?
cái trong bộ não bộ của mình anh chị lặp đi lặp lại thì một cái điều là nguyên nhân khiến cho cái lời cầu nguyện các anh chị không thành công, bởi vì trong đầu các anh chị đã có cái suy nghĩ là gì ạ, có cái suy nghĩ là cái kết quả đó không đạt được rồi. Ngay trong đầu các anh chị nó đã có cái suy nghĩ là không đạt được rồi. Ví dụ như là mọi chuyện đang càng ngày tệ hơn, đang càng ngày tệ hơn thì nó sẽ giúp cho các anh chị ạ, cái mọi việc trong cuộc sống các anh chị nó sẽ tệ hơn. Và tôi không bao giờ có câu trả lời. Anh chị đã ra một cái quyết định là mãi mãi không bao giờ có câu trả lời rồi. Đó. Anh nên là có nên dùng những cái câu này nữa không các anh chị? Và em theo hay dặn các anh chị là mình phải nói những cái câu gì ạ? Doanh thu của tôi đang phát đạt lên từng ngày. Đúng rồi. Doanh thu của tôi đang phát đạt lên từng ngày. Là gì ạ? Tôi luôn thành công trong tất cả mọi lĩnh vực mà tôi quan tâm. Anh chị lật qua trang 127 ha. Khi mà anh chị khẳng định như vậy á, là anh chị sẽ không nhận được sự hưởng ứng và cộng tác nào của tiềm thức của mình. Giống như một người lính mà dậm chân tại chỗ, anh chị không tiến cũng chẳng lùi. Nói cách khác là anh chị đang không đi đâu cả. Rồi em hỏi các anh chị nha. Thì lý do tại sao? Vậy thì làm thế nào để cho tiềm thức hưởng ứng và cộng tác với cái những cái niềm, cái việc mà anh chị đã ra quyết định và cầu nguyện các anh chị? Vậy thì khi mà một người ứng dụng sức mạnh tiềm thức, dậm chân tại chỗ, không tiến cũng không lùi, luôn luôn đứng tại chỗ, ứng dụng hoài mà không được. Bao nhiêu số các anh chị học đi cả tháng, ngày tháng rồi mà ứng dụng không được không các anh chị? Ứng dụng hoài mà không được, và luôn luôn dậm chân tại chỗ. Thì các anh chị hiểu được cái lý do của những người đó là như thế nào không ạ? Anh chị là trả lời được ạ. Do sao các anh chị? Như thế nào các anh chị ơi? Mọi người trả lời nha. Em trả lời nó có ý nghĩa thôi. Các anh chị trả lời nó có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ em kêu anh chị đó là nó không được nhanh. Nãy các anh chị comment con trả lời ở cái tin nhắn giùm em ha. Em kêu gọi các anh chị mà đợi các anh chị mở mic rồi đợi các anh chị trả lời mất hết 60 giây. Rồi một số anh chị trả lời là gia tăng lòng sắc quý, thuyết phục tiềm thức chấp nhận, tức là không nhận được sự hưởng ứng của tiềm thức và những cái câu tiêu cực. Có một số anh chị nói là do không nhất quán, khi nói những câu nói không hỗ trợ, chưa tin tưởng và sát quyết với mục tiêu, họ để tiềm thức ở trạng thái bị bắt, họ không có niềm tin hỗ trợ sự giàu có. Mình đã không nói chính xác những cái điều mình muốn và lòng tin với lòng tin mình sẽ không biết. Ok, vậy thì các anh chị ha, anh chị đã biết cái lý do tại sao mà một cái người lính dậm chân tại chỗ là bởi vì họ luôn khẳng định những cái câu gì ạ? Họ luôn khẳng định những cái câu nói nó không giúp cho họ, ví dụ như là mọi chuyện càng nghiêm túc đẹp từ đầu trẻ hơn. Sáng sớm thì ra quyết định là gì ạ? Tôi đạt được tất cả những cái thứ trong cuộc sống của tôi đạt được bức tranh 30.100 triệu lợi nhuận, nhưng mà trưa lại là nó gì ạ? Mọi chuyện đang càng ngày tồi tệ hơn. Chiều nó là gì ạ? Tôi đạt được bức tranh 100 triệu lợi nhuận. Cái là tối là gì ạ? Mọi chuyện là không bao giờ có câu trả lời. Tôi mãi mãi không tìm ra lối ra. Vậy thì sáng tuyên bố, chiều gỡ lại, trưa tuyên bố, là chiều là gỡ nó ra. Vậy thì anh chị chính xác là dẫn chân tại chỗ không ạ? Làm sao đi được? Mới vừa bước bước là lùi hai bước. Bước lùi hai bước là anh đang lùi ra chị. Bước một bước và lùi một bước là anh chị dẫn chân tại chỗ chưa ạ? Vậy thì anh chị chỉ đơn giản là những anh chị nào mà ứng dụng mà mình không thấy có kết quả đó các anh chị, em đảm bảo luôn các anh chị đang trong cái tình trạng này. Với nếu như anh chị ứng dụng hoài mà anh chị không có kết quả về tài chính thì anh chị lật cho em trang 127 mà đọc lại và biết được mình đang ở đâu và mình phải thay đổi ngay. Hãy hình dung nếu như bạn gọi một chiếc taxi và nói với bác tài rất là nhiều điểm đến, anh ta sẽ rất là lúng túng và có thể từ chối không đưa anh chị đi đâu cả. Cho dù muốn chiều lòng anh chị như thế nào đi chăng nữa thì nhiều khả năng bác tài không đáp ứng được những cái đề nghị của các anh chị. Có nghĩa là họ bác tài các anh chị, bác tài là bác tài luôn rồi, không đáp ứng được cái mong muốn các anh chị. Sáng thì
thích đi ra Hà Nội, đang trên con đường đi ra Hà Nội thì thích quay về nhà lại. Rồi rồi xong đó là muốn đi 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 Cần Thơ, đi Cần Thơ xong rồi sáng chiều muốn đi Cần Thơ là chiều tối là muốn quay đầu lại. Thì anh chị không ai chở các anh chị đi đâu cả. Người ta lười lắm, người ta làm việc á, người ta lái xe á, người ta cũng kiếm tiền, người ta sinh sống đúng không ạ? Mà các anh chị cứ sáng chở ra Huế, rồi chiều đồ đi chở về, rồi cái là trưa là đồ chở đi Cần Thơ, rồi chiều tối là đồ quay về lại. Thì không có ai mà chở các anh chị đi đâu, để người ta đi chở những cái người khác, được không các chị ơi? Nên là tiền thức các anh chị nó cũng phải gì ạ, đi thực hiện nhiệm vụ mà nó làm hoàn thành tốt nhiệm vụ thì nó mới khoái cuộc đời được. Mà các anh chị cứ như thế thì làm sao mà nó hoàn thành nhiệm vụ của nó được, đúng rồi. Vì vậy nên là gì ạ, các anh chị ha, anh chị phải nhớ là anh chị không bao giờ nói những cái câu như hồi nãy em thì nói đó, là chị mới học, chị còn non và xanh lắm, chị còn mới học, chị mới học có một tuần à, sao chị ứng dụng được, chị mới học có một tháng à, chị chưa hiểu lắm, tiếng nước của chị chưa mạnh lắm. Đó, mấy cái câu đó các chị nó giống giống mấy câu nào vui chàng các chị. Em nói các chị là quyết định luôn, 15 ngày là coi như là thành viên mới cũng như thành viên cũ, thành viên mới cũng như thành viên cũ các chị. Anh chị đã học 15 ngày rồi coi như là đủ rồi, quá đủ rồi, là đủ hiểu rồi, chứ không chị không học thôi. Còn một số anh chị là bởi vì chị chưa được trẻ đó, cái gì là chị cũng có tuổi rồi nên thành ra là ở ABC, nên là anh chị phải đừng có cái suy nghĩ đó nữa, được không các chị ơi? Tại chị không có công việc, thế trước giờ chị không có công việc, có công việc hay có công việc hay không có công việc nó có khác gì nhau không các anh chị? Có công việc hay là không có công việc thì nó cũng là cái thời điểm xuất phát các anh chị. Bây giờ chúng ta mới học để chúng ta thay đổi cái thời điểm, chúng ta thay đổi cái cuộc sống đó đi mà. Thì cái chuyện mà ngày hôm nay anh chị có công việc chứ không có công việc nó có khác gì nhau không? Cái người mà có công việc đó cũng đang muốn thay đổi mà. Thì anh chị có công việc chứ không có công việc thì nó cũng có khác gì đâu. Mà cứ phải chị không có công việc mà em không có công việc thì mới ứng dụng số mệnh tiềm thức để đi tìm cái công việc để mà làm. Không có công việc, không có thu nhập thì mới đi ứng dụng số mệnh tiềm thức để có tiền, có thu nhập. Anh chị hiểu vấn đề chưa ạ? Còn những anh chị mà họ đang có công việc, họ cũng đang muốn thay đổi tài chính nè, thì sao ạ? Họ sẽ gì? Họ sẽ dùng tiềm thức để mà hút cái công việc khác, một cái công việc tốt hơn, hoặc là một cái cách làm nó tốt hơn để mà họ có cái kết quả nó tốt hơn. Đây là xuất phát điểm là anh chị giống nhau, là chị đang muốn thay đổi tài chính của mình. Dù anh chị có đang ở cái mức độ nào, cái cấp độ nào thì anh chị cũng thay đổi được hết. Những cái chuyện bên ngoài không có tác động bên trong. Những cái gì ở bên ngoài nó là cái thứ bên ngoài thôi. Những cái điều ở bên trong của các anh chị nó mới giúp các anh chị thay đổi. Được không các anh chị? Anh chị vấn đề không ạ? Đây là đừng bao giờ nói những câu đó. Những câu nói mà nghe xong là muốn là gì đá đích các anh chị ra khỏi câu lạc bộ đi. Đã đi học rồi đúng không? Đi học rồi mà. Chị thấy chị chưa thấy có gì hết. Chị chưa thấy có kết quả gì hết. Mãi mãi chị không có câu trả lời. Học hoài mà sao chị thấy nó chưa có được gì hết. Sao học hoài mà cũng chưa thấy tiền đâu. Đó. Đó là những cái câu nói mà em nghe xong là em biết là cuộc đời các anh chị đi tới đâu gì đâu rồi đó. Rồi anh chị xuống cái đoạn dưới ha. Điều đó giống như là khi làm việc với những sức mạnh to lớn của tiềm thức. Anh chị sẽ có một cái ý niệm dứt khoát trong đầu. Bạn phải xác định rõ ràng là chắc chắn là có một lối ra, một giải pháp cho vấn đề bất bối của mình. Chỉ khi đó trí huệ vô lượng tiềm thức của anh chị mới biết câu trả lời, mới có câu trả lời cho anh chị. Khi bạn đi đến một cái kết luận dứt khoát trong ý thức, tâm thức của bạn chuẩn bị và theo lòng tin nó sẽ thực hiện ở nơi bạn. Bởi vì anh chị phải dứt khoát đầu tháng, anh chị đã nói gì, anh chị phải dứt khoát cái đó nữa mà. Anh chị phải dứt khoát với cái quyết định đó của anh chị. Và anh chị hồi tối anh chị đã học về luật vũ trụ rồi, luật hấp dẫn rồi, vũ trụ rồi. Là vũ trụ mất bao lâu để mà các anh chị hoàn thành được cái mục tiêu các anh chị ạ? À? Mất bao lâu? Nó phụ thuộc vào cái gì ạ? À? Phụ thuộc vào cái sự hòa hợp của các anh chị. Với việc hợp tác của các anh chị với vũ trụ. Với lại cái niềm tin của các anh chị.
là anh chị xem thử là cái việc của các anh chị là việc to hay là việc nhỏ. Anh chị xem nó to thì anh chị là nghĩ nó lâu thực hiện được, mà anh chị xem nó nhỏ thì dễ thực hiện không các anh chị? Đúng rồi, Anh đang làm sao ạ? Anh chị lại gì? nó không có kích thước, đối với vũ trụ là không có kích thước. Làm ra 1 triệu đô la thì Giống như một người ta. Vấn đề nó là nằm ở trong cái não bộ của anh chị. Anh chị qua cho em cái trang 128 nha. Hãy dùng sức mạnh tưởng tượng, không phải sức mạnh ý chí. Sức mạnh tưởng tượng các anh chị anh chị đã biết tưởng tượng chưa? Tưởng tượng là nghĩ, hình dung ra cái điều các anh chị muốn đó. Sức mạnh tưởng tượng. Còn sức mạnh ý chí là sao ạ? Là anh chị nói nè, anh chị dùng cái ý chí, cái ý thức của các anh chị. Ví dụ như ý thức của các anh chị là 30 tháng 6 năm 2021, là anh chị có cái mục tiêu các anh chị đó, đạt được mục tiêu các chị đó, anh chị hiểu không ạ? Nhưng mà sức mạnh tưởng tượng là các anh chị ngồi anh chị tưởng tượng đó, anh chị hình dung ra là anh chị đang mặc bộ đồ các anh chị yêu thích đó, rồi anh chị đang ngồi ở cái nơi mà các anh chị thích, các anh chị đang uống cái nước mà anh chị thích, rồi các anh chị ăn cái trái cây cây hoặc là cái món mà anh chị thích, rồi trên tay các anh chị đang cầm cái số tiền hoặc là cái điện thoại, hay là cái gì đó, và anh chị đang ở bên cạnh. một cái người nào đó anh chị cực kỳ thích, rồi cái diễn biến nó ra sao, cái diễn biến nó ra sao, là chim có hót có líu lo hay không, gió lại cái có gì vậy? Có gió có luồn qua khe tóc của các anh chị không, luồn qua khe cửa, luồn qua khe tóc, chứ anh chị đừng nói là chữa chị trên trời nắng nóng không có gió em ơi, không có các anh chị. Giờ có nắng nóng có gió hay không có gió gì chị cứ đưa vô cái cây vậy anh chị, một số chị nói Chị không có chim thì anh chị cứ đưa chim vô luôn, chị cứ chim hót líu lo, mặc dù nhà các anh chị cái khu anh chị sống không có chim thì cũng kệ, nó cũng đưa vô, anh chị hình dung được không ạ? Vẫn chim hót líu lo. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh gió mát, gió luồn qua khe tóc của mình đó. Tóc thì gì ạ? Tóc vuốt keo này vẫn luồn khe tóc được nha. Đó là gì các anh chị? Tưởng tượng. còn ý chí là gì ạ? Ý thức là gì ạ? Ý thức là 30 tháng 6 năm 2021 mình có được 100 triệu lợi nhuận, 500 triệu lợi nhuận, nhưng mà mình đâu có làm gì đâu ta, mà đâu có làm gì đâu mà có tiền đó. Bắt đầu nó Nó có cái chữ nhưng mà phía sau. Nhưng mà sức mạnh tưởng tượng các anh chị là anh chị cứ tưởng tượng ra cái điều các anh chị muốn. Anh chị ok không ạ? vậy thì ở đây người ta bảo các anh chị là hãy dùng cái sức mạnh Tưởng tượng đó, đừng có dùng sức mạnh ý chí, tại vì ý chí là ý thức anh chị vừa nói ra, nó sẽ có câu vậy. Nhưng mà, ủa nhưng mà tiền đâu đó, nó bắt đầu có mấy câu đó đó. Ủa nhưng mà làm sao thì anh chị hãy gì ạ? Chuyển qua dùng sức mạnh tưởng tượng giúp em được không ạ? Anh chị hiểu chỗ này chưa ạ? Vận dụng sức mạnh tiềm thức đó, nó không có giống như việc mà anh chị đẩy lùi một cái chướng ngại vật. Anh chị dốc sức nhiều nó không có nghĩa là đạt được kết quả tốt hơn đâu. Anh chị đừng có sử dụng sức mạnh ý chí, mà thay vào đó anh chị hãy mường tượng ra cái kết cục và cái trạng thái tự do mà nó tạo ra. Anh chị sẽ thấy rằng trí tuệ của anh chị đang cố can thiệp, cố tìm những cái phương hướng giải quyết cái vấn đề và áp đặt những cái phương hướng đó lên tiềm thức của các anh chị. Anh chị đừng có rơi vào á, để đừng có để rơi vào cái tình trạng đó. Hãy gạt qua một bên những cái kỹ năng giải quyết vấn đề theo trí năng. Anh chị lặp lại cho em nha. Kỹ năng giải quyết vấn đề theo trí năng. Là ví dụ như là anh chị đầu tiên á, là anh chị không có công việc làm. Thì đầu tiên anh chị giải quyết vấn đề theo trí năng á, là một hai anh chị đi xin việc liền. Anh chị hình dung nó không? Là đây là giải quyết vấn đề theo trí năng. Anh chị ngồi anh chị suy nghĩ thử cái cách làm là cái gì để mình có thể giải quyết. Nhưng mà em hỏi các anh chị là anh chị có biết cái cách nào làm là tốt nhất cho các anh chị không? Anh chị có biết rằng là bây giờ mình phải làm cái công việc gì là nó tốt nhất và nó mang lại tài chính cho các anh chị nhiều nhất không? Anh chị có biết không ạ? hoặc là anh chị có biết cái cách nào để mà anh chị gấp Gấp đôi cái thu nhập các anh chị lên chưa? Anh chị có biết không các anh chị? Hay là các anh chị ngồi anh chị xử lý và giải quyết vấn đề theo trí năng là theo cái bản năng đã gì ạ? À, cái bản năng hồi xưa vậy các anh chị hay xài á. Mà cái bản năng đó để giúp cho các anh chị gấp đôi thu nhập lần nào chưa? À, nếu như chưa
Có nghĩa là anh chị sẽ gì? Anh chị sẽ đi tìm một, anh chị đi ra cái giải pháp đảm bảo cái giải pháp đó nó không giúp anh chị đạt được kết quả. Vậy thì để chắc chắn là cái giải pháp mà anh chị đưa ra nó giúp cho anh chị đạt được cái kết quả đó, thì anh chị phải vận dụng cái gì ạ? Phải có cái sự mách bảo của tiềm thức. Vậy thì để mà tiềm thức mách bảo thì chúng ta phải gì ạ? Tưởng tượng. Ba bước trong thành công các anh chị. Ba bước để thành công trong cầu nguyện ha. Ba cái bước này các anh chị ha, em nhắc đi nhắc lại các anh chị ba cái bước thành công cầu nguyện ha. Bước thứ nhất là gì? À, biết và thừa nhận vấn đề là ra quyết định đó các anh chị, cái này chúng ta học rồi đó các anh chị, trong livestream có đó các anh chị. Em chỉ đọc cho các anh chị nhớ là gì? À, biết và thừa nhận vấn đề. Thứ hai là chuyển giao vấn đề đến tiềm thức. À, chỉ có tiềm thức mới có thể đưa ra giải pháp và lối thoát hữu hiệu. Vậy thì nếu như mà anh chị ngồi anh chị dùng cái bản năng của các anh chị để các anh chị tìm ra được cái giải pháp, nó có bằng cái việc là anh chị nhờ tiềm thức hỗ trợ các anh chị mà bằng không các anh chị? Rồi nên là bước số 3 các anh chị hãy tịnh tâm với cảm giác tin tưởng sâu sắc rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Anh chị làm lại giùm nha. Tin tưởng. Tin tưởng, anh chị tin tưởng rằng là gì ạ? Vấn đề sẽ được xử lý. Anh chị luôn tin tưởng, đừng bao giờ nói với mình là ước gì tôi có thể lành bệnh hoặc là gì hy vọng điều này sẽ có kết quả. À, có một số anh chị mới học là chị ơi chị nếu mà chị học cái này công thức này mà chị ứng dụng ok, chị đọc sách tốt, chị học sách này, chị chịu đọc sách và chịu học livestream và chị chịu học tập với em á, là chị sẽ đạt được cái mức tranh, có thể là chị đạt được mức tranh gấp đôi tài chính của chị đó. Hoặc là chúc mừng chị nha, chúc cho chị tháng này đạt được mức tranh tài chính của chị. Xong biết mấy chị nói ồ, hy vọng là vậy. Thì chị cũng đang hy vọng là vậy đó em. Nghe xong câu là anh chị hết. hết muốn kích hoạt tinh thần luôn anh chị nhận. Chị mới nói là gì ạ? Yeah, cảm ơn em. Tháng 6, chị cán mốc thu nhập là 100 triệu lợi nhuận, 50 triệu lợi nhuận, 50 triệu lợi nhuận. Cái mục tiêu các anh chị đó. Nói vậy nghe được các anh chị ha. Chứ anh chị đừng nói là chị cũng hy vọng là vậy. anh chị có hai dạng mà. Anh chị đừng có hy vọng. Hy vọng hả? Hy vọng là xảy ra chưa các anh chị? Hy vọng là anh chị không có niềm tin nên chị mới ngồi anh chị hy vọng thôi. hy vọng là chỉ dành cho những thứ mà Anh chị không có niềm tin thôi. Còn nếu mà anh chị xác quyết là anh chị làm được cái chuyện đó rồi, dù thế nào anh chị cũng đạt được cái kết quả đó, dù thế nào anh chị cũng đến kết quả đó, thì có càng phải có cần phải hy vọng đâu ạ? Có còn hy vọng đâu các không. Cái chữ hy vọng anh chị? Loại ra khỏi cái từ điển sức mạnh tiềm thức luôn anh chị, loại ra cái từ điển hy vọng của em ha, loại loại hy vọng nữa. rồi. Vì sao lời cầu nguyện của anh chị không được đáp lại ý muốn? Vì sao lời cầu nguyện không được đáp lại ý muốn các anh chị nha? Và thêm một cái nữa là gì ạ? Cần phải loại bỏ xung đột giữa ước muốn và sự tưởng tượng. Vậy thì anh chị tập trung vào cho em cái câu là gì ạ? Khi những khát khao và sự tưởng tượng của anh chị xung đột nhau thì sự tưởng tượng luôn thắng thế. Nào, anh chị chỉ cần nhớ cho em cái câu này được không ạ? Nhớ cho em cái câu này ha. Lời cầu nguyện của các anh chị mà không đạt như ý muốn là bởi vì anh chị còn nhớ là cái gì mạnh hơn? Sức mạnh, sức tưởng tượng nó mạnh hơn. Đây là do là gì ạ? Do anh chị đã tưởng tượng ra cái thứ mà anh chị không thích. Và anh chị quay lại với cái chương sách của luật hấp dẫn. làm thế nào để mà thu hút cái thứ mình muốn, cái tốt chứ không phải là cái xấu. Anh chị đã thu hút cái xấu là do anh chị gì ạ? do anh Chị nghĩ về cái xấu nhiều hơn. Vậy thì ở đây người ta bảo các anh chị là gì ạ? À, sức mạnh tưởng tượng, sự tưởng tượng luôn thắng thế. Nên nếu như mà anh chị tưởng tượng ra cái thứ mà nó không tốt, nó không đúng như cái việc mà anh chị mong muốn, thì nó thắng không đó anh chị? Cái tưởng tượng luôn giành chiến thắng. Đây là nếu như anh chị nói rằng là 30 tháng 6 năm 21 là chị là tôi có được 100 triệu tiền lợi nhuận, nhưng mà anh chị ngồi anh chị tưởng tượng ra cái cảnh mà cái ngày đó anh chị không có tiền ăn, cái cảnh mà cái bữa đó là ngồi trú trong nhà rồi bắt đầu rồi đi học ai cũng thành công hết, mình ngồi mình ngó đó, cái đó là gì? Anh chị tưởng tượng nó bị lộn ngược.
tưởng tượng lộ về tưởng tượng lại đi đó, bắt đầu là tưởng tượng lại là gì, lên ăn mừng thành công là chị xin chúc mừng, xin chúc mừng, xin chúc mừng, ví dụ như là chị Bích đi xin chúc mừng chị Bích Phạm đã đạt được 100 giây lên nhân, xin chúc mừng Trương Quang Phúc đã đạt được 200 giây lên nhân, nó các chị mới nghe vậy nên chị hiểu không? Chứ không phải là ngồi tưởng tượng ngay kia mà tưởng tưởng tượng cái bộ đồ mặc chưa, có cái bộ đồ gì chưa, lát nữa anh chị lấy cái bộ đồ đó ra mặc lên chụp cho trưởng nhóm xem cái bộ đồ nó phải có rồi, bộ đồ đó sắp sẵn cái trong tủ rồi, lựa cái bộ đẹp nhất cho em được không nè, mặc lên dĩnh chu chuẩn bị lên ăn mừng thành công livestream của Bích Thiêu nè đó, như như mà xong cái là chụp gửi trưởng nhóm, lát đây là lát nữa chuẩn bị lên ăn mừng thành công rồi 30 tháng 6 lên mừng thành công là cái bộ ở đây này đó, chỉnh chu rồi ngoài thắt cà vát gì đó rồi chuốt keo chuốt tóc gì các anh chị lên đi ăn mừng cái ngày đó mình phải ăn mừng hoành tráng này các anh chị. Rồi anh chị có cái bộ đồ đẹp chưa, cái giống như là tới cái ngày nhận thưởng á anh chị phải mặc đồ rồi cho nó xịn sò nó đẹp lên chứ, chẳng lẽ là cũng phải mặc mấy bộ đồ đây đi, hàng ngày mình mặc nhiều rồi bây giờ tới cái ngày đặc biệt rồi mình cũng mặc cái mấy bộ đồ này các anh chị đó, anh chị phải chuẩn bị trên cái bộ đồ đó đi ha, với lại cái đôi giày đôi dép nữa thì anh chị ngồi đây chứ mà em vẫn thấy chân các anh chị đó, nên là phải chuẩn bị cái đôi giày cái đôi dép cho nó đẹp rồi sang trọng một chút để mà cái ngày đi nhận thưởng nha, tưởng tượng cho em được không ạ? Rồi sức mạnh tưởng tượng luôn thắng thế, vì vậy nên là nếu như mà anh chị tưởng tượng ra cái điều mà anh chị không thích á là anh chị không bao giờ thành công được, vậy nên khi mà mình tưởng tượng mình nghĩ đến những cái điều không tốt thì mình phải làm gì các anh chị, mình phải đổi đi các anh chị nhé. Và có một số anh chị nói rằng là chị hình dung không có được, anh chị hình dung không có được là bởi vì anh chị không đặt bút xuống vẽ ra cái bức tranh anh chị, giống như hồi tối em đã dặn các anh chị là gì ạ, anh chị phải thấy được cái bộ đồ các anh chị mặc nó là cái bộ đồ nào, bây giờ trong cái tủ đồ coi thử cái bộ đồ nào mình thích nhất mình lấy ra mình chụp cái tấm hình để thấy cho nó in vô con mắt của mình là cái áo màu vàng cái áo màu hồng cái quần màu trắng, hoặc là các anh chị đi ra cái shop đồ anh chị thật sự mong muốn thích đó, lựa cái bộ đồ anh chị thích chụp mặc vô chụp hình xong trả người ta đi, đem cái hình đó về nhà ngồi ám thị là cuối tháng đó, là cuối tháng chị vô chị lượm bộ đồ này em cứ để ra đi em bán được cho thì em bán, không bán được để đó cuối tháng chị vô chị mua, thì cuối tháng là gì, cuối tháng đặt đặt bức tranh rồi chạy vô lượm lượm nhặt cũng thành công anh chị vô luôn ạ. Đó thì sao, quan trọng là chụp được xinh nó cái tấm hình, cho chị cái tấm hình chị hình dung tưởng tượng, Mấy cân về hình dung tưởng tượng chụp lại là áo màu trắng quần màu trắng áo màu hồng quần màu hồng gì đó, về hình dung tưởng tượng là gì hôm đó anh chị mặc cái bộ đó được không các anh chị, đó chạy ra cái số gần nhà đó cái bộ nào thích đó, còn không có cái bộ nào thích thì cũng không có có đụng vô nha, chỉ là cái bộ đồ nào mà anh chị thật sự thích đi. xong đó là anh chị vẽ ra là anh chị đang cầm tiên tay cái gì, có cầm trên tay cái gì hay không, ở với ai ngồi với ai, anh chị thử vẽ ra cho em đi là anh chị sẽ thấy được rằng là anh chị hình dung nó dễ lắm, còn không á là anh chị hình dung nó không có ra đâu được không các anh chị, nó ngồi hình dung nhắm mắt cái nào hình dung cuối cùng thấy một màu đen không, đừng có nhắm mắt hình dung, não bộ các anh chị nó không có thông minh sáng suốt đâu, bây giờ anh chị cầm cái bút lên cho em rồi viết nó ra được không các anh chị, não các anh chị nó sẽ chạy theo cái cây viết đó, rồi anh chị qua trang 131 giúp em nè, cần phải loại bỏ xung đột giữa ước muốn và sự tưởng tượng, có nghĩa là khi anh chị muốn 30 tháng 6 anh chị đạt được cái gì đó à, mất bức tranh 100 triệu nhưng mà anh chị lại tưởng tượng ra cái chỗ mà anh chị không có đạt được anh chị là gì ngồi chu chu, bởi vì vậy nên là anh chị phải gì, phải loại bỏ cái tình trạng này ngay, lại bỏ như thế này đây à, quả thật ta nói với các ngươi, nếu như các ngươi các người ở chân ở gì ở trong các ngươi mà thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ đáp ứng, có nghĩa là anh chị phải gì ạ, cái mong muốn của các anh chị và cái sự tưởng tượng của các anh chị nó phải gì, nó phải được hòa hợp với nhau, hai người nói trên là ai, là họ tượng trưng cho cái sự đoàn kết, cái sự hòa hợp giữa thức và tiềm thức của bạn về bất kỳ ý niệm, nguyện vọng hoặc là một hình ảnh nội tâm nào. Đợi các anh chị nha. Chị cần phải loại bỏ xung
của ý chí. Anh chị phải loại bỏ cái gì ạ? Cái việc gì ạ? Cái sự xung đột giữa ước muốn của anh chị. Các anh chị có thể đọc thêm cái phần đó để nhìn mình hiểu hơn ha. Rồi hôm sau các anh chị sẽ đọc tiếp cho em cái chương này gì ạ? Vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu các anh chị nhé. Vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Hay chưa? Em chỉ hết luôn vận dụng sức mạnh thức để làm giàu luôn. Hồi nãy là đạt được những điều mình mong muốn. Vậy thì các anh chị nè, để mà anh chị đạt được cái điều mà anh chị thực sự mong muốn á. Đầu tiên anh chị phải đạt yếu tố gì ạ? Đầu tiên anh chị phải làm gì ạ? Có cần gửi cái gì không? Gửi cái gì đến ai không? Gửi cái gì đi ai các anh chị? Gửi cái gì ạ? À? Gửi cái điều mà anh chị thật sự mong muốn tới ai? Tới ai các anh chị? Tới tiềm thức của các anh chị. Gửi xong rồi sao? Bây giờ gửi xong rồi sao các anh chị? Gửi xong rồi cái là bắt đầu mình không có tin tưởng, mình ngồi mình nói là chắc là không có câu trả lời đâu. Hay là sao các anh chị? Gửi xong rồi phải sao ạ? Như bây giờ lúc này đó mà tôi cán mốc thu nhập lợi nhuận của các chị đó, đúng rồi, chị phải tin tưởng và luôn có những cái câu nói nó phải xác quyết cái sự tin tưởng của mình. Rồi vậy sau khi mà các anh chị gửi xong rồi, anh chị tin tưởng xong rồi sao nữa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng sức mạnh gì nè? Tin tưởng xong rồi bây giờ mình nên vận dụng sức mạnh gì để đạt được mục tiêu nè? Sức mạnh ý chí hay là sức mạnh tưởng tượng? Sức mạnh tưởng hay là sức mạnh ý chí? Và mình phải làm gì nếu như cái điều mình mong muốn nó xung đột với cái thứ mình tưởng tượng? Có nghĩa là cái thứ mình muốn là 100 triệu lợi nhuận mà cái điều mình tưởng tượng là không có đạt được cái gì luôn. Vậy thì bây giờ mình làm sao với cái việc là xung đột này? Sau khi mà anh chị biết tưởng tượng rồi, nhưng mà anh chị tưởng tượng ra cái thứ anh chị sử dụng sức mạnh tưởng tượng rồi, nhưng mà anh chị lại tưởng tượng ra cái thứ anh chị không mong muốn, vậy thì anh chị sẽ làm gì với cái chuyện này đây, với cái việc mà anh chị bị mâu thuẫn, bị xung đột với cái điều mà tưởng tượng là ok rồi, nhưng mà anh chị lại tưởng tượng ra cái thứ nó xung đột và nó mâu thuẫn với cái thứ anh chị muốn, thì anh chị phải làm gì đây ạ? Đó, đây là những cái câu hỏi nãy giờ anh chị tìm hiểu đó. Anh chị ghi hết câu hỏi này chưa? Đầu tiên, để sử dụng sức mạnh tiềm thức mà đạt được kết quả như anh chị mong muốn, đầu tiên anh chị phải gửi cái gì tới đâu? Đây là câu hỏi đầu tiên các anh chị ghi vào ạ. Ngày hôm nay anh chị làm thêm cái video phải trả lời được 4 cái câu hỏi như sau. Anh chị nào mà trong cái dung sáng này mà làm được à, anh chị làm được ha, anh chị gửi cho trưởng nhóm ha. Anh chị được điểm cộng ha, được điểm cộng. Làm xong cái là các anh chị post lên kế hoạch cho mọi người, anh chị điểm cộng, cộng tới cuối tháng đến hết chương trình cộng nhiều điểm là được tặng quà. Em phải kiếm cái người để mà cộng điểm cho anh chị. Các chị trả lời nha, em thấy các chị trả lời trong tin nhắn nè, chứ không phải là ngồi im đâu nha các anh chị. Em hỏi không phải là hỏi các anh chị ngồi im đâu. Thế là câu hỏi đầu tiên. Để mà tìm thức hỗ trợ mình đạt được cái điều mà như mình mong muốn, thì đầu tiên là mình phải gửi cái gì cho anh chị? Gửi cái gì đến cái gì? Đúng rồi, gửi cái điều mình mong muốn đến tiềm thức, cho tiềm thức phải cảm nhận được. Vậy thì sau khi gửi xong, các chị đặt câu hỏi số 2 đi vô ạ. Sau khi mà chúng ta gửi cái điều chúng ta mong muốn đến tiềm thức rồi, thì chúng ta làm cái gì nữa? Chúng ta có cần phải tin tưởng không? Hay là chúng ta nên nghi ngờ là chắc chắn là không có đạt được đâu? Hoặc là tại sao mà mình không có câu trả lời nhỉ?
hoặc là sao mà mọi thứ nó đi hơn vậy đó, hay là các anh chị phải tin tưởng, hay là các anh chị phải xác quyết, anh chị phải xác quyết cái điều anh chị muốn là ngay bây giờ tôi cán mốc được thu nhập 100 triệu đi lợi nhuận đó, hay là anh chị xác quyết rằng là tôi có một cơ thể cân đối body khỏe mạnh đó, anh chị phải xác quyết hay tin tưởng đúng rồi. Thì sau khi mình xác quyết và mình tin tưởng rồi thì mình sẽ vận dụng sức mạnh gì để mà mình làm cho nó tốt đây? Sức mạnh ý chí hay là sức mạnh tưởng tượng? Anh chị đang làm gì ạ? Đúng rồi, đó chính là chúng ta sẽ dùng sức mạnh tưởng tượng. Chúng ta ngồi chúng ta tưởng tượng ra. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi chúng ta đã biết cách tưởng tượng rồi mà chúng ta phải làm gì nếu như chúng ta tưởng tượng ra cái thứ chúng ta không thích, hoặc là chúng ta tưởng tượng ra cái thứ nó bị xung đột với cái điều chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải làm cái gì? Đó, anh chị trả lời được mấy câu hỏi này cỡ nào anh chị cũng vậy, cỡ nào anh chị cũng đạt được tất cả những điều chị mong muốn, đơn giản vậy thôi chứ anh chị. Đây là bộ câu hỏi quyền năng khi mà các anh chị đọc sách. Bao nhiêu số các anh chị thấy rằng là chỉ cần anh chị nắm bốn cái câu hỏi này là anh chị đã hiểu được trong cái chương số 8 nó nói cái gì chưa ạ? Vận dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được những gì mình mong muốn. Rồi, chưa đâu ha. Nó còn qua cái chương là vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Khi đó còn vui nữa. Được không ạ? Rồi, ok. Vậy là các anh chị đã trả lời được mấy nhiêu câu hỏi, là các anh chị đã xong cái chương số 8 chưa ạ? Các anh chị đã hình dung được chưa các anh chị? Đúng rồi, anh chị phải gì xung đột. Anh chị nào không biết câu trả lời thì anh chị hỏi những cái người hỗ trợ các anh chị, họ hỗ trợ cho các anh chị. Rồi cho em hỏi là sau khi mà em giúp cho các anh chị nhìn ra được một câu hỏi gì thì các anh chị có nhớ bài luôn chưa? Nhớ bài luôn chưa? Và nhớ luôn cái chương 8 nó nói gì cho các anh chị. Nhớ luôn trong cái chương 8 nó nói gì chưa? Hải Hằng nghe. Hỏi xong trả lời. Em đang tập trung ghi. Tập trung ghi hả? Rồi tôi nói là không có nghe hả? Rồi sao là trả lời được chưa? Có nghe nói hỏi gì không? Rồi anh chị ghi xong cái bốn câu hỏi anh chị ạ. Đó, xong cái đó là anh chị tuyệt vời. Rồi hôm nay các anh chị làm cho em cái video nữa ha. Anh chị nhớ luôn cái chương 8, từ nay tới suốt cuộc đời là nhớ luôn cho em cái chương số 8 là nói cái gì luôn. Làm cho em cái video và up luôn lên Facebook của anh chị đó. Không có cái gì mà ngại hết á. Trao giá trị cho mọi người, không có gì phải ngại hết. Em mà em ngại thì liệu các anh chị có mặt ở đây không? Rồi ha, chờ đợi bài tập của các anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái màn nữa, đó chính là các anh chị cùng với em sẽ gì trao đổi với nhau. Hỏi đáp anh chị nào mà có cái câu hỏi thì anh chị hỏi, anh chị giải đáp cho các anh chị, hoặc là em hỏi các anh chị ha, giao lưu giao lưu. Anh chị có đồ ăn chị ăn gì ha? Rồi các anh chị ghi xong chưa ạ? Chương số 8 thôi. Làm một chương nữa là anh chị không có nạp đủ vô đâu, nên là làm một chương thôi các anh chị. Rồi có anh chị nào ở đây mình học tính ra là mình đã học được hai tuần chưa các anh chị? Hồi nãy em kiểm tra là anh chị đã trải qua khoảng 15 ngày, 13 ngày rồi. 13 ngày là anh chị đọc sách vào buổi tối rồi đó các anh chị. Và em hỏi các anh chị là anh chị có xem livestream của em theo không các anh chị ơi? Anh chị có xem livestream hàng ngày không ạ? Nếu anh chị ngồi đây là điều kiện là các anh chị phải xem livestream hết rồi nha. Còn nếu anh chị không xem livestream vô đây học, anh chị không có tiêu hiểu dễ hiểu đó. Rồi, em mời chị Nhung Tô nè. Đó, chị Nhung Tô có thể cho em biết rằng là chị đã học từ ngày nào rồi, thì trong cái khoảng thời gian chị học như vậy
chị đã có cái sự thay đổi gì chưa? Chào chủ tịch Bích Thiêu, chào các chủ tịch. Chị hôm nay chị học bữa 24 tháng 5. 24 tháng 5. 24 tháng 5. Đúng rồi. Cũng được khoảng 20 ngày không chị? Hơn 20 ngày. Dạ đúng rồi em. Cái bữa ngay cái bữa đầu tiên á là khi mà chị nghe được chị Hạnh chia sẻ là chị mới hỏi là vậy thì em bây giờ em muốn bán miếng đất của em mà miếng đất lâu lắm rồi em chưa có bán được thì em phải làm sao chị? Thì cái lần ngày đầu tiên á là chị hỏi chị á thì chị mới chỉ là em cứ tưởng tượng em vẽ ra bức tranh để mà em đặt để như bán đã rồi đi. Thì lúc đó chị háo hức lắm, trên đường chị về chị xách xe về trên đường về chị tưởng tượng rồi. Thì nó cái xong rồi chị cũng bỏ qua, chị cũng chưa nghĩ là không nghĩ gì nó nữa. Thì qua ngày hôm sau tự nhiên có người điện và nói là đem giấy tờ ra để người ta đặt cọc. Đó là cái hay quá đó. Ngay ngày hôm sau có nghĩa là trong một ngày thôi chị. Đúng rồi, mang bữa hôm sau luôn. Là coi như lúc đó chưa về học, chưa có vào chương trình luôn là ứng dụng ngay hôm sau luôn. Mà thật sự cái miếng đất đó là nó đã mấy năm rồi chứ chưa bán được. Xong cái chị bán được cái giá như chị muốn chưa? Bán cái giá y chang mình muốn luôn, mình nghĩ luôn. Và lúc đó thì có khi hồi đó chị trả cái giá thì người ta trả giá thấp hơn chị vẫn muốn bán luôn mà người ta không mua. Nhưng mà lúc đó tự nhiên cái giá mình bán y chang cái giá đó luôn. Mà cái giá tự cò đưa ra luôn, cái chị cũng không có đưa ra nữa. Tại cái giá đó cò đưa ra là đã lâu lắm rồi. Thì mình nghĩ là miếng đất này nó sẽ có bán, cho nên mình bán cái giá nó rẻ. Thì không ngờ thì lúc mà bán làm sao thì cái giá nó đạt như mà mình nghe ban đầu của mình luôn. Rồi cái từ bắt đầu thì cái lúc chị về chị vào chị học chị xác quyết chị học dữ lắm. Thì hồi nào giờ thì thực sự mà nói là dậy sớm mà không có dậy sớm nổi đâu. Tập thể dục cũng lười nữa, nhưng mà càng ngày càng hăng say khi mà cái chương trình này theo mình thấy thích quá, mình thấy giống như nó mình ước mơ từ lâu đã, nó mình muốn tìm đến cái này vậy đó. Nhưng mà cái mục tiêu mà mình tìm đến cái này nhưng mà không biết tìm ở đâu tôi phải làm gì, bây giờ tôi phải làm sao, lúc nào cứ nó văng vẳng trong đầu chị vậy. Nhưng mà cứ không ngờ là chị học gặp được chị Hạnh, chị chia sẻ chị cái này thì thích quá. Thế là chị nhào bỏ hết công việc, chị nhào vào này chị học luôn sáng theo em luôn, và cả ngày cũng học lấy chuyên của em luôn. Ok tuyệt vời. Là ngoài ra cái việc mà chị ứng dụng thì bán được cái miếng đất của mình đó, thì ngoài ra còn gì nữa không chị? Còn hai cái phía sau tuyệt vời hơn nữa. Hai cái phía sau này là cái này là chị ứng dụng. Thì cái hôm bữa chị nghe cái livestream của xin đổ á, thì nó là cái tưởng tượng cái người mà trả nợ á, cái tự nhiên lúc đó chị cũng tưởng tượng đầu thôi, chị nói cái chị bạn của mình chị thiếu mình 10 triệu là khi nào trả người ta, thì cái bắt đầu này nếu mình làm này thế nào cũng trả mình, chị tưởng tượng thôi, chị không vẽ ra bức tranh nha, cái đó nghĩ là tưởng tượng đầu thôi, vì mình nghĩ là nó lâu lắm rồi không nghĩ tới. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi nói chuyện với con cái cách khoảng chừng 10 ngày sau nói chuyện với con, cái tự nhiên cái tin nhắn, cái điện thoại nhắn tới là ngân hàng chỉ 10 triệu. Ủa có tiền đâu người ta. Cái dòm lại thấy là bữa rưỡi. Thì hôm bữa bữa ăn mừng thứ bảy chị có đưa lên để chị muốn mình ăn mừng của mình. Vì cái đó là cái ngoài sức tưởng tượng của mình, cái tiền đó thực sự là ngoài sức tưởng tượng luôn. Nhưng mà chị không được, chị đưa tay mà chị không được kêu. Cái xong cái vậy hả chị, rồi hôm nay được ăn mừng. Cách đây hai bữa nữa thì chị mới nói con chị vậy nè. Bây giờ cái này là mẹ không nói nha, bữa này tụi con coi thử tụi con như thế nào. Bây giờ nếu như hôm nay có người vào mua cho mẹ cái những cái giống chị muốn bán cái những cái đồ vật dụng làm tóc á. Chị muốn bán cái kiến và những cái ghế gội và cái tủ kiến á. Nếu như đứa nào mà hai đứa con mà đặt mục tiêu cho mẹ bán được ngày hôm nay đi, mẹ cho đứa 100.000. Cái tụi nó la lên khoái quá, mình quá la lên như rồi vô con mục tiêu mẹ. cái xong rồi chiều cái tự nhiên có người gọi điện tới, mà cái người đó họ có vào họ cũng không phải mua cái đó, nhưng mà chị nói em có muốn mua cái này luôn không, chị bán thì cho, giờ chị muốn giải quyết hết luôn nè, chị bán rẻ cho. Cái người đó hỏi chị bán bao nhiêu, cái chị nói giá, cái trả giá xong rồi đó, có lẽ là cái giá này mình bán được thôi, bán luôn.
thế là người ta rinh luôn hết trong cái ngày đó luôn. Tuyệt Có nghĩa là vời. hai cái mà chính xác nhất là cái miếng đất đó là chị đã ý định bán từ lâu, mà chị cũng có đi đi cái gặp gọi là đi đi xin phép này nọ để bán á, thì cái đó chị không có nghĩ là nó mạnh vậy, mà lúc đó chị còn nghi ngờ. Nhưng mà cái hai cái mà bầm lấy cái tiền 10 triệu của cái người trả với cái bán đồ trong nhà đó, mà đóng cửa xuống vô mà làm gì mà bán được, không quảng cáo cũng không có gì hết, nhưng mà cái người vô tình họ mua thôi, thì thực sự hai cái đó chính xác là mình là cái sức mạnh tiềm thức đã hưởng ứng cho mình, đó là thật sự vi diệu. Đây, thật sự là rất là cảm ơn ngày nào không biết nói gì hơn, quá tuyệt vời. Ngày thật sự ngày nào thế chị thì bây cũng giờ cái mục tiêu tài chính của chị trong tô á, mục tiêu tài chính chị trong tháng này là bao nhiêu ạ? Cái cuối tháng 36 này là chị cần bán một căn nhà nữa, và chị muốn mua một cái căn nhà mới, cho nên mục tiêu của chị là 3 tỷ của tổng tài sản của 36 này. Cho nên hổm giờ à, 3 là tỷ nghĩa là rồi. Rồi mấy cái tiền mà chị bán đó, rồi bây giờ nó đi đâu rồi, nó đang nằm đâu rồi? Chị gom hết lại là cũng được lấy sổ chị coi. Chị được chị nhớ đúng không? 20, 30. Chị cũng gần được 50 rồi. 50 triệu hả chị? 50 triệu. Rồi, và cộng với lại cái tiền 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 bán đất của chị nữa là bao nhiêu? Tạm tổng hết xem cũng được, chị không nói chính xác gì nữa, xem cũng được. Thế là chị có cộng lại chưa? Có tiền bán đất được 530 nữa em. Chị đã cộng lại hết rồi đúng không ạ? Coi như là gần được 600. Đó, bây giờ cái bài toán của chị là gì chị? Tôi biết cái bài toán sắp tới chị cần phải giải quyết là gì không? Là chị phải biết cái cách sử dụng cái 530 của chị như thế nào để cho nó vừa cân đối với cái cuộc sống của chị, và nó vừa gì ạ? Giúp cho chị thịnh vượng tài chính. Chị hình dung được không ạ? Chị có. Chị phải nhớ cân đối cái này lại ha. Chị cũng có hình dung rồi, nếu chị đặt mục tiêu được tổng cả hết được 3 tỷ á, thì chị mua lại căn nhà chị đang ở này là 2 tỷ rưỡi, còn chị để lại 50 để chi tiêu trong một tháng tới, và còn 450 triệu chị nghe theo lời em để gia tăng cái tài sản cho mình. Chị cũng đã đúng rồi, cũng tính trong đầu vậy. Quỹ tài chính cho chị để gia tăng tài sản cho mình chị nhé. Rồi còn gia tăng tài sản như nào thì chị phải học tư duy kiến thức tầm nhìn, chủ được cái số tiền, biết được cái số tiền của mình đang làm gì nha chị nha. Rồi ok, tuyệt vời đó chị. Kế hoạch của chị là tuyệt vời, vừa cân đối được cuộc sống mà vừa có thể là gì, là gia tăng được cái tài chính cho mình. Rồi xin chúc mừng chị, chúng tôi là được 3 tỷ thì là nhân. Yeah, cảm ơn em, cảm ơn các chủ tịch. Ok, quá tuyệt vời. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị ơi. Vô tình hỏi mà lại gặp được thiên tài. Thiên tài ở đây chứ đâu đấy. Anh chị có biết vĩ nhân là gì không? Vĩ nhân đơn giản là gì? Liên hệ và khai phá được cái sức mạnh bên trong đó các anh chị. Rồi em hỏi một anh chị khác nha. Ví dụ như là em thấy chị Anh Lê ở đây nè. Anh Ke hả? Rồi chị Anh Ke ở đây là không biết là gì. Rồi chị mở mic ha, chia sẻ rằng là không biết là chị đã học bao lâu rồi, nghĩa là khi mà em nói chuyện với các anh chị đó thì em phát hiện ra là anh chị đang có tình trạng gì thì mới hỗ trợ được, nên em phải mà cái kiểu như là bảo trả lời thì không có trả lời mà đợi hỏi thì mới chị nói. Dạ, dạ, em chào rồi chị xin mời chị anh ha. Lê, dạ em thì em vô trong Zoom này là lúc em vô Zoom là 29 tháng 5, còn em học thầy thì là ngày 10 tháng 5. Dạ, ngày 10 tháng 5. Mà 29 tháng 5 mình mới quyết định vào Zoom. Tại vì em chép lại không hết em mới được vô, với lại trả lời mấy câu hỏi á chị. Để em mới được vô. Đúng rồi. Rồi em học cái Zoom. Nói chung thay đổi nhiều 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 lắm luôn.
nói chung từ từ cách mà sinh hoạt, từ cách sống cho nên tới cách suy nghĩ luôn cũng đều thay đổi. Nói chung là như em làm những thứ mà em từ xưa em chưa làm được. Giống như là À, làm những thứ mà suy nghĩ là ví dụ ví dụ như là em nhát lắm chị, em không có dám lên Facebook để mà đăng cái này đăng cái kia, nhưng mà nhiều khi em học này xong rồi em ao bài rồi đó, em ao bài rồi xong rồi em ngồi là ủa cái này ai làm đó, tao không thấy phải mình làm hay là người ta làm. Em đọc cái bài của em xong em em không biết cái đó là phải em thay làm đổi được cái niềm tin, là thay đổi được cái niềm tin của mình đúng không không. nè. Rồi còn gì nữa, Đầu tiên là thay đổi niềm tin giới hạn thứ hai. lại là thứ hai là em không còn suy nghĩ những chuyện như là không có tích cực á, nói chung là không có suy nghĩ tùm lum tùm la những chuyện mà không có giúp mình giàu có này nọ, rồi em không có suy nghĩ vậy nữa. Với lại là Vậy là lại bỏ được cái phanh kìm hãm số 2 là niềm tin suy nghĩ em biết, cũ. dạ em biết học được biết cách là quản lý tiền, giống như quản lý tiền lúc em không có biết quản lý tiền, bây giờ là tiền về là em tự giúp em quản lý chặt chẽ. Rồi bây giờ hỏi anh Lê nè, đây là cái câu hỏi để biết có quản lý tiền thật sự không nè. Là từ cái ngày học cho đến ngày hôm nay thì tổng số tiền về của bạn á là bao nhiêu? Dạ, tổng Cái số tiền tiền lời là bao nhiêu? dạ, tổng số tiền về của em hôm nay là được 7 triệu 2 chị. 7,2 triệu. Mà cái số tiền lời đó là của mình luôn hay sao? Dạ cái đó là số tiền hết của em luôn á chị, em tại em đặt mục tiêu là 20 triệu mà em về được 7 triệu 2. À, 7,2 triệu là tiền tiền lợi nhuận của mình. Đúng rồi, là tiền lợi nhuận của À, em. ok, tuyệt vời. Mới ứng dụng sao bạn thấy vậy là quá tuyệt vời. Không có cần phải gì à. Phải phải bắt đầu với những cái đường như vậy. Được không nè? Rồi, còn ngoài ra thì còn cái gì nữa nè? Nhiều lắm chị, tự nhiên em không nghĩ ra. À, nhỉ? Nói chung là mình cảm thấy được là mình có được cái sự thay đổi. Thay đổi về tư duy, niềm tin và đặc biệt là tài chính của mình thay đổi. Vậy thì hỏi anh Lê là không biết là cái trước khi mà mình học cái điều này nè, thì có nghĩa là cùng kỳ tháng trước thì ngày hôm nay là bạn anh có thể là nếu như mình không học á mình có hút được cái dòng tiền đó không? Nghĩ là chắc nếu mà không học chứ em không hút được đâu, tại vì em làm có tiền á, em không biết là số tiền của em đi về đâu á, mà em chắc em nghĩ em Có nghĩa là từ hồi trước giờ là mình không có quản lý được tiền, mình làm dạ ra đúng. tiền nhưng mà mình không biết tiền mình đi gì đâu. À, ngày hôm nay là may mắn là mình có giữ được cái khoản tiền nó về với mình, là hiện tại bây giờ là 7 triệu. Dạ 7 2 dạ. À đúng rồi, vậy thì 7 triệu 2 này và bây giờ đến cuối tháng là anh Lê sẽ dồn hết vào trong cái tài khoản. Đến cuối tháng là mình bắt đầu là chia tiền chi tiêu cho cái tháng sau. Rồi còn cái phần còn lại là cái phần dư của mình. Và vừa đảm bảo được là trong cái tháng 7 là anh đã có cái khoản tiền chi tiêu. Và vừa 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 biết luôn là trong cái tháng 6 mình đã. Ok, rồi, chúc mừng anh ha, siêu tuyệt vời. Chúc cho chúc mừng anh Lê lại đạt được là gì? 20 triệu. Yeah. Siêu siêu trội. Rồi, cảm ơn các anh chị ha. Bây giờ chúng ta xin kết thúc chương trình này đây. À, nếu mà anh chị cảm thấy chương trình chúng ta ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho thật nhiều người bạn của mình, những người đồng đội của mình để mà họ có thể có một cơ hội thay đổi cuộc đời cùng với chúng ta được chị. Rồi bây giờ thì em xin tắt và mời các anh chị gì ạ? Mở mic chào nhau nha. Ok. Chúc cho các anh chị là luôn gì ạ? Tự do, thành công thì có, khỏe mạnh và hạnh phúc toàn vẹn. Tư duy tăng cao, thu hút thật là nhiều tiền, sẽ hướng thật là nhiều tài sản. Ok các anh chị, ở với chào nhau đi các anh chị ơi. Cảm ơn hiểu khỏe mạnh từ trong ra bên ngoài. Cảm ơn chị em. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chủ tịch Bích Thiệu. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chủ tịch Bích Thiệu. Cảm ơn chủ tịch Bích Thiệu. Cảm ơn. Yeah. Yes. Yeah.